Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ demo cái sản phẩm của các bạn học viên mình làm được sau khi học 10 buổi Friend Basic của bên Duy Ngọc IT. Thì đây là một trang web, do vậy ban đầu mình vào cái login. Nhập username và password. Nếu mọi người dùng nhập sai thì sẽ hiển thị thông báo là vui lòng nhập lại. Khi mà login thành công ấy thì nó sẽ hiển thị lên một cái màn danh sách group ở đây. Thì mọi người có thể sort theo cái group name này thì theo phần alphabet, hoặc là member thì sẽ theo thứ tự tăng dần hoặc là giảm dần, tương tự với các cái trường còn lại. Thì mọi người cũng có thể là search ở đây thì nhập keywords là fresher chẳng hạn và bấm search. Đấy, thì ở đây đang sort theo cái group name này thì đang trả ra ba bản ghi. Tiếp theo là cái tính năng là paging. Thì ở đây thì mỗi cái trang ấy mình đang hiển thị ra là 5 bản ghi ở đây. Thì muốn xem những cái bản ghi tiếp theo thì mọi người bấm next sang cái trang tiếp theo. Đó. Tiếp theo là cái tính năng filter. Thì mọi người có thể nhìn thấy là filter theo date hoặc là filter theo cái member. Đấy. Khi mà muốn reload lại cái trang này thì mình bấm vào cái nút refresh này để nó load lại toàn bộ trang. Để mà tạo mới một group thì mình sẽ bấm vào cái button này. Đấy, thì nó sẽ hiện lên một cái model. Đấy. Mọi người nhập group name. Thì trong trường hợp này là group name đã tồn tại rồi nên mọi người phải nhập một cái group name hoàn toàn mới. Số lượng member ở đây thì phải nhập một cái số là lớn hơn 0. Và bấm save để mà tạo một cái group mới. Đấy, thì cái bản ghi mới nhất nó sẽ được tạo ở cái đầu của cái trang này. Tương tự với cái tính năng tạo vừa rồi thì là tính năng update. Thì mọi người bấm vào cái bút này. Thì ở đây mình sẽ viết thêm một cái ghi là updated để đánh dấu là bản ghi này đã được update. Thì cái bản ghi này sẽ nốt lại và đây mọi người có thể nhìn thấy data mới nhất ở đây. À, nếu mà muốn xóa bản ghi nào thì mọi người bấm vào cái button thùng rác này. Và nó hiện lên một cái pop up để confirm là bạn có muốn xóa không. Bấm delete. Đấy. Thì cái bản ghi vừa tạo sẽ được xóa. Thì vừa rồi là những cái tính năng cơ bản đầy đủ nhất là CRUD Search Shop Paging. Ngoài ra thì bọn mình có làm thêm một cái tính năng là responsive. Đấy. Thì khi mà cái trang nó bị bé đi ấy, thì mọi người có thể nhìn thấy là cái số lượng cột ở đây nó sẽ bị ẩn bớt đi và giao diện thì không bị phá vỡ. Responsive. Công nghệ sử dụng ở trong bài này thì là HTML, CSS, JavaScript và Code API qua Ajax. Đấy, thì đây là cái cách mà tổ chức số code và API sẽ viết ở đây. CSS này, HTML, file ảnh và file JS. Data hiện tại thì bọn mình đang sử dụng một cái mock server. Đấy. Đến phần Java Advanced ấy, thì mọi người sẽ biết được cái cách mà viết API như thế nào. Còn hiện tại thì data ở đây thì đang là mốc. Thì ok, thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Hẹn mọi người với cái video tiếp theo.